Xin chào anh em yêu cờ. Môn cờ tướng thì vốn dĩ thiên biến vạn hóa. Đây là một hình cờ thuộc dạng chung cuộc đặc sắc, hiếm có, khó tìm. Bởi vì còn nhiều quân mạnh trên bàn cờ nên sẽ có đất dụng võ. Trong hình này thì ai cũng có thể thấy là bên đỏ với việc có pháo đầu đóng chặt cùng với xe tướng đã xuất, chưa kể có pháo tuần hà và xe lộ 2 thì ưu rất lớn, chiến thắng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm cách nào để thắng nhanh nhất, đó mới là câu hỏi hay và hóc búa. Không đơn giản, các bạn cùng tư duy nhé. Hướng đầu tiên anh em hay nghĩ đến đó là phương án số 3 rồi, tức là phế xe luôn, bình pháo để bắt tượng đáy. Mỡ rông miệng mèo, bên đen tội gì mà không xây MC. Bên đỏ ăn tượng với ý đồ bắt xe của đen, vì xe chạy lên là pháo thoái lui. Sau này phục đoàn, xe 6 tấn là san luôn. Tuy nhiên, tinh diệu ở đây là đen có nước đốt xuất thần lao pháo chiếu. Sau khi tượng đỏ lên thì bên đen dùng xe búp nốt đen pháo, mất pháo lại mất xe thì đúng là bên đỏ đã hớ nặng rồi và chắc chắn sẽ thua ngược lại. Vậy nên nhìn thì ngon mà sơi vào là đi đó các cụ ạ. Chúng ta xét thêm một phương án khác phế quân, đó là điều pháo qua lộ 6 với ý đồ phi pháo xuống đáy. Với đoạn này thì đen vẫn phải ăn xe thôi. Đỏ cắm pháo xuống với hy vọng pháo ăn vào để xe đỏ ăn xuống tạo sát cuộc. Tuy nhiên đen sẽ tung đoàn tấn pháo chiếu, tượng đỏ lên thì đen chạy xe thôi. Vậy là hết cục tác. Còn nếu thoái pháo về với ý đồ bình qua ăn tốt vào tạo sát thì đen mang xe theo hầu luôn, vì pháo ăn qua tốt thì lập tức sẽ mất xe ngay. Còn như pháo thoái một để sau này mở pháo ra và tạo sát thì xe chạy vào lộ 3, kim cô trận là đỏ hết vẹo. Đỏ thua quân sẽ lại thua ngược. Vậy mới thấy hình cờ nhìn rất ngon mà sơi chẳng dễ tẹo nào. Mình có dùng phần mềm để phân tích xem nó giải bài toán này ra sao. Với các phần mềm miễn phí hoặc như huyền thoại một thời XQMS326 thì nó giải cũng không ăn thua. Phương án đề xuất như sau: bên đỏ tấn pháo với mục tiêu đưa xe tuần hà để sau này điều xe sang lộ 6 và to sát. Hướng đánh này có vẻ hợp lý rồi. Vậy thì đen đỡ ra sao? Đen lập tức lao mã lên lộ 3, ý đồ sau này sẽ có thể thoái mã về lộ 2 để thủ đó anh em. Bên đỏ đưa xe tuần hà. Trước tiên đen phải tấn pháo chiêu tướng để đỏ lên tượng, sau đó đen mới chạy tượng lên đường biên. Vậy là dùng xe thủ tuyến đáy, bên đỏ mang xe qua tạo thành cặp bài trùng rồi. Nhưng đen chưa thua đâu, lại có nước thoái mã về thủ rất là hay. Tất nhiên đỏ lao xe xuống và bắn mã là hết đỡ, nhưng đen bảo tớ chưa thua, cứ dùng xe ăn pháo cái đã. Bên đỏ ăn mã rồi, phục đoàn chạy vào lộ 6 và tạo sát. Đen nhanh chóng điều xe vào lộ 3 thủ. Các bạn yêu cờ ơi, lúc này mà đỏ đang cậy mình có đại thế, ăn pháo để chiêu người là không ổn đâu nha. Vì khi xe đỏ ăn pháo sẽ mất thêm nước, tạo điều kiện cho mã đen thoái về. Xe lao lên để chuẩn bị điều vào lộ 6 thì mã thoái về đuổi mất pháo. Lúc này đỏ sẽ mất cơ pháo đầu và hết vẹo ngay. Vậy nên trong hình thế này buộc bên đỏ phải có những nước cờ mạnh nhất. Bên đỏ bình xe qua lộ 6 thì đen thoái pháo về. Vậy là hai xe để tạo sát nhưng lại gặp xe pháo thủ, quá là dẻo. Một số phần mềm mạnh hơn 326 thì nó đề xuất là giai đoạn này thay vì chạy xe vào lộ 6 có thể điều xe qua phía trước, đen không dám ăn xe phải lui pháo về. Sau đó đỏ ăn xe chiếu, tượng đen ăn về, đỏ điều xe qua và bắt pháo, sau này bắt tượng để tạo sát. Nhưng đen lại có đoàn chạy xe lên, đỏ ăn được pháo thì đen vẫn còn đoàn bình xe chiếu giữ được mặt là đỏ hết vẹo. He he, không dễ sơi đâu nhé. Giải mãi không được, cay lắm các bạn ạ. Mang con phần mềm bản quyền ra xem thế nào thì nó đề xuất là như sau: vẫn phóng pháo xuống y như nãy, mã đen lên, sau đó đưa xe tuần hà.
pháo cắm chiếu, tượng đỏ lên. Đen vẫn lên tượng đồng biên, tìm cách thủ sân nhà. Lúc này, đỏ không vội, cứ chạy pháo vào trước để tạo sát cái đã, ép xe đen phải theo hầu. Đây là nước cải tiến. Sau đó mới điều xe sang để tạo sát. Bên đen phải thoái mã về thủ. Bấy giờ đỏ tung chiêu, tấn xe, tóm cổ mã. Đen bù pháo ngay. Bên đỏ ăn mã. Đen chạy xe vào lộ 3 để thủ. Đỏ bình tĩnh, chạy xe vào bắt xe đen. Ép đen thoái pháo về. Đỏ dùng xe ăn chiếu, tượng đen phải về. Sau đó chạy xe qua và bắt pháo. Cái khổ là xe đen giờ bị núp rồi. Khi mà đen chạy tốt lên thì đã mất pháo và chậm hơn một nhịp để phòng thủ. Nói tóm lại, phần mềm bàn quyền giải thì cũng mất khoảng 2-3 nước mới thắng được. Tất nhiên các anh em cờ bên đen vẫn chưa phục đâu. Chúng ta phân tích thêm một cách đỡ khác xem sao nào. Bên đỏ vẫn tấn pháo xuống, đen lao mã lên, đỏ đưa xe tuần hà. Giờ đen thúc tốt qua phế, mục tiêu khiến xe đỏ mất thêm thời gian. Tất nhiên đỏ ma lanh lắm, cứ chạy pháo vào để ép xe vào vị xấu, sau đó mới dùng xe ăn tốt. Giờ đen đổi chiến lược đỡ, nâng xe lên với ý đồ bình xe mười đấu. Đỏ vẫn nhanh hơn, chạy xe qua lộ 6 và tạo sát. Bên đen điều xe đấu, đỏ ăn xe ngay, ma đen ăn về, xe đỏ ăn xuống. Cái khổ là pháo đỏ ở vị trí hiểm quá. Nếu thoái mã về để đuổi pháo đầu là không kịp. Buộc bên đen phải dùng xe diệt pháo trước. Thì đỏ chạy xe qua và bắt pháo. Pháo mà chạy thì xe tấn xuống là sát cục. Còn như thoái mã về để sau này thoái mã về lộ 3 đuổi pháo đầu thì vẫn quá chậm. Vì xe ăn pháo rồi và tương lai vẫn ăn tượng là sát cục. Tuy là bên đen vẫn thua nhưng đánh như vậy quá dài và lằng ngoằng đúng không cả nhà? Như mình đã nói từ đầu, quan trọng là cách nào để thắng nhanh nhất mới là điều quan trọng. Hay nhất của ván cờ là ở đây các bạn nhé. Các pháp sư cờ tướng tung đoàn cực ảo, chạy pháo sang lộ 8. Nhìn thì ngơ ngạch, ấy vậy mà thầm nhỏ lắm. Bên đen bù xe rồi, đỏ bình tĩnh, tấn pháo xuống, kim cô toàn bộ thế trận của đen. Mục tiêu sâu xa là cắm xe xuống tay sĩ. Mục tiêu dùng pháo nổ vô pháo đầu, ép tượng đen ăn lên. Khi đó tuyến đáy của đen xe hỏng và xe đỏ cắm đáy là sát chiêu. Cách ra đoàn vừa hiểm vừa hay vừa độc đáo, chưa từng thấy. Phần mềm bản quyền cũng chả nghĩ ra các bạn ạ. Các bạn thấy kinh hồn bạn biết chưa? Giờ đen không biết đỡ kiểu gì. Nếu đen lên tốt để sau này thoái xe bắt pháo đầu, nhưng quá muộn. Đỏ tấn xe xuống đánh vô trung lộ, đen chưa chịu đầu hàng, lui xe về phòng thủ pháo đầu. Rõ ràng pháo nổ vào thì xe ăn vào ngay. Ai ngờ đỏ có nước thần thánh, lao xe xuống chiếu ngay, ép pháo phải ăn vào. Sau đó đỏ dùng pháo ăn xe, phục đoàn tấn pháo tạo sát. Cái khổ là đen chẳng có cơ xuất tướng ra, không có cách nào để thoát thân cả. Sát cục quá ghê gớm phải không cả nhà?